Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là ngày thứ ba mình ở trên rừng các bạn ạ. Hôm qua là có hai người đã không trụ nổi cái Z đã đi về rồi các bạn ơi. Hôm nay chỉ còn mỗi hai anh em mình nhá. Hôm nay là anh em mình cũng đi thăm bẫy. Bây giờ là đi thăm bẫy anh em ạ. Thăm bẫy xong là anh em cũng đi về thôi các bạn ạ. Không, mình cũng sắp không trụ nổi rồi các bạn ơi. Trời mưa các bạn nhá. Các bạn xem trời âm u. Trời mưa. Qua là anh em mình có hai người là đi về rồi, không chịu nổi. Rét quá các bạn. Giờ là mình đang đi thăm bẫy các bạn nhé. Giờ mình sẽ đi thăm bẫy xong là mình cũng xuống núi thôi các bạn ạ. Không còn ở trên rừng đường nữa các bạn nhé. Giờ mình sẽ đi xem bẫy luôn các bạn ạ. Tới nơi mọi người nhé. Cái này em mình cái này không được này. Mình xem ba cái không được nhưng mà mình thu rồi các bạn nhé. Thu xong là mình xuống núi các bạn ạ. Rồi, đi tiếp. Kẹp vào, nó không rơi mất. Trời mưa lắm các bạn ạ. Ướt hết người các bạn ơi. Ướt lắm. Đi, sang bên này. Mình thu hai ba cái không được các bạn nhé. Chắc có khi lại không được, hôm qua cũng vậy. Ui bên này được một con hay sao ấy. Đúng rồi. Bên này được, ui được một con rồi. Kia kia các bạn ơi, thấy chưa. Đây. Bên này được một con này. Kia kia kia. Đây này. Kéo tận đấy đấy. Mình đặt ở đây các bạn nhé. Đây. Mình đặt ở đây này. Đây. Xem nào. Sợ tí nó lại tuột mất nhé. Đưa đưa đi. Cầm cho. Đấy, gỡ nó. Khó đi quá. Kìa, nó đang nhảy nhót nhót dưới kia kìa. Nhảy đi đâu. Wow, con này to lắm mà lại con chuột. Chuột rừng lại. Đừng có tuột nhá, chắc không tuột được nhỉ. Đây này. To lắm bạn ơi, cởi không được à. Buộc chắc cởi cũng khó các bạn. Đấy, lấy ra, lấy lên. Chắc phải oánh nó luôn, nếu không thì tí nó lại tuột mất đấy. Oánh, cầm đuôi oánh nó luôn. Làm kiểu gì đây? Thử thử, cầm một đuôi nhé. Bắt được rồi các bạn nhá. Đây, to lắm con này. Tiếp tục đi lên bạn ạ. Lên. Từ đây lên tít trên cơ các bạn ơi. Mình đã mang ra đến là cái cửa hang hôm trước đấy nhá. Giờ mình lại tiếp tục đi vào cái hang này các bạn ạ. Được bằng này bẫy rồi mà vừa mới được có một con các bạn ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 cái bẫy rồi. Mà mới được có một con các bạn nhá. Giờ tiếp tục đi vào trong hang này. Trong hang này là hai được các bạn ạ. Tiếp tục vào. Bạn ạ. Em mình nó trèo lên trên kia. Nó có đặt một cái trên đấy mình không biết nhưng mà nó bảo là có sập rồi, không nhìn thấy bẫy rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi tìm. Rơi lên dưới này à? Mà rơi lên dưới này, giờ mình sẽ đi xuống tìm nhá. Không biết là có được không? Thế hôm qua không buộc à? Có chứ, buộc que dài mà. Buộc que dài vẫn kéo đi á? Ừ, trên đây nó có số được mắc đâu. Sợ nó mắc trên đấy không rơi đến đất á? Cầm túi nhá, túi nhá. Mà rơi xuống dưới này các bạn ạ. Mà không biết là ở đâu đây? Không biết là rơi đoạn nào? Tít dưới hay là mắc trên này? Thu cái này đi, ta xem. Đi tìm xem, để anh thu cái này. Cái này không được này, các bạn này. Em nó tìm cái kia rồi, cái kia biết rơi đâu rồi. Buộc cây mà bảo kéo cả cây đi mất. Một tay khó quá bạn. Khó quá, giờ mình sẽ... Đâu ấy? Thấy rồi các bạn nhá. Có được không? Chuột à? Ở lại được một con rồi các bạn ạ. Nó rơi tít cái hang ở dưới này các bạn nhá. Đây, đâu? À, kìa. Tỏ đấy, giờ mình sẽ đi xuống xem nhá các bạn nhá. Đây rồi các bạn ạ. Đây rồi.
nó kéo tận đây mà, cả buộc cả cái cây này mà nó kéo tận đây, khiếp. Nó rơi từ trên kia xuống tầm hơn chục mét đấy. Khiếp nhỉ. Bắt đi. Cây vụt luôn nhá. Đây, đỡ ra. Chết đâu. Hả? Đây, con này cũng to như con nãy luôn các bạn ạ. Trời ơi. Ui rồi, hai coi đều là đực các bạn ạ. Dái to đùng. Dính cả hai chân mà vẫn còn đi khỏe thế cơ á. Không, nó rơi một phát khỏi thang đấy là nó rơi xuống đây luôn rồi. Không có chỗ hãm. Đây. Kinh chuột. Ui, đi mẹ thế này mất mẹ đĩa rồi. À, thế quên không lấy đĩa xuống à. Quên mẹ rồi. Ui, thế vẫn phải đi lấy đấy. Ở nhà đang thiếu đĩa, còn một cái còn đéo có đấy. Tí nữa lên này, tí nữa ra xong rồi vào. Ừ. Sợ nó còn rơi rồi ấy. Đi. Không, tí nữa mình ra đường bên kia rồi. Xong ra đường đấy lại quay vào thì được. Ừ. Đi. Tiếp tục đi ra các bạn nhé. Khu này không để đâu nhỉ? À đây để à? Không được đâu, sao ấy? Không được. Cái này không được. Ui xôi. Kéo xong là đá nó rơi đập. Ấy mẹ trong rồi. Giờ là phải xuống lấy đĩa lên. Này, nhanh xuống lấy đĩa. Giờ mình sẽ chui xuống cái lỗ này nhé các bạn nhé, để lấy cái đĩa nó lên. Tít dưới kìa. Rồi, lấy được rồi. Cũng đến miệng hang bên này rồi. Đút nốt hai cái này vào. Hai cái này một cái là không có đĩa à? Có mà. Đâu một cái có thể đĩa đâu? Hôm qua đĩa, không phải hòa đút. Hòa đút à? Ừ. Lên trên này xem mấy cái ấy xong là quay xuống đây đi xuống bên dưới này. Mình định ở đây đợi nhưng mà em mình bảo là lên tự lên xem mà lại thấy một con bạn ạ. Giờ mình sẽ lên lại cho bạn xem nhá. Bảo to lắm bạn ơi. Đâu, xách ra xem nào. Đâu. Chết chưa? Loại này là bẫy, dính cái loại bẫy này các bạn nhá. Mình bẫy bằng cá mắm nhá. Cái loại này là mình bẫy bằng sắn nhưng mà nó không ăn đâu. Phải bẫy bằng quả, nó ăn quả gì là mình bẫy. Loại này là bẫy này là mình mua cái loại có cả răng các bạn nhá. Chắc nhiều bạn không biết. Cái này là chế thôi các bạn ạ, đây này. Một bên có răng các bạn nhá. Nó cũng như cái bẫy thông thường thôi nhưng mà người ta chế ấy. Cho hàn là một bên là có răng các bạn ạ, đây này. Mình đã mua được 10 cái mình mới mua mà. Nhưng mà hôm nay là mới lập công đầu tiên đấy, loại này đấy. Đấy, có răng dính này chỉ có chết các bạn. Đây, được một con bạn nhé. Đây, chắc nhiều bạn chắc có khi nhiều chỗ cũng không biết làm kiểu này đâu các bạn ạ. Người ta chế à, người ta hàn một bên là có răng, các răng cưa ấy các bạn. Đấy. Thôi, giờ lại xuống dưới lại đi thăm tiếp mấy cái nữa các bạn nhé. Giờ mình sẽ đi lên thẳng với theo mấy cái vách đá này lên các bạn ạ. Lên thẳng luôn, dựng đứng luôn bạn. Giờ mình sẽ ngắt máy quay và đi lên bạn nhá. Các bạn ơi, mình đã xuống đến cái chỗ miệng hang này các bạn nhá. Mình nãy là mình có đi thăm mấy cây cuối cùng nhưng mà không được con nào bạn ạ. Nên là mình sẽ không quay cho bạn xem nữa. Chỉ được 3 con hôm nay ấy. Qua là được có hai con còn bé, hôm nay được ba con đều to hết các bạn nhé. Đây, số bẫy quá là nhiều luôn, hơn 30, 40 cái bạn, nhưng mà không được. Với lại hôm nay là ngày cuối cùng anh em mình xuống núi, không ở trên rừng nữa bạn ạ. Trời mưa quá, với lại mùa đông này rét lắm. Lần sau mình lại giờ là mình đi về ăn Tết đây, qua Tết xong là mình lại tiếp tục lên rừng đi khám phá cho bạn xem nhá, làm nhiều clip khám phá hấp dẫn hơn cho bạn xem. Giờ là mình đi về đây các bạn ạ. Chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau các bạn nhé.